ở trước cửa của nhà ăn đây, restaurant các bạn này. Restaurant là nhà hàng ăn. Đây là khu nghỉ dưỡng Mây Home. Có một chiếc siêu xe Lamborghini thùng xanh xanh. Đó, thùng xanh xanh đang đỗ trước cửa nhà. Vừa nãy nó chở đâu đó 7 8 người ấy. Chở 7 8 người ấy. Ok anh em mình cứ vào chén đi nhỉ. Hay gọi cho nó. Ra. Đang làm kìa. Ôi giời. Anh Tuấn này chăm hỏi ra xem sạc mà. Ngay gần cây xăng ở trên Tà Xùa này các bạn là cái homestay đẹp lắm. Homestay đẹp lắm nhưng mà do là nhà nhà bây giờ tôi phải quay kiểu gì để các bạn cùng xem được nhá. Homestay đẹp lắm, họ làm. Tôi cài cái điện thoại vào đây đã. Tôi đi sang đấy. Quay các bạn xem. Xe kia thì cũng được, nhưng cái xe này là xe X. X cho nên là tôi đi nó gần như là không làm nào để quay cho các bạn xem được. Nhưng mà mình phải đỗ lại đây. Đẹp chưa? Đẹp lắm các bạn này. Đấy. Đẹp lắm, họ làm nhà cong 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 rồi, hay quá. Hay quá các bạn. Đấy, họ làm bằng khung sắt thôi. Bên kia còn có cả, nhưng mà con này thì không thể nào mà buộc phải đi hai tay. Ok. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 12, là thứ hai, là ngày thứ hai đầu tuần của năm 2022. Tôi đang ở trên đỉnh Tà Xùa, trên đỉnh gió. Ở trên này thì chúng tôi sẽ được sống ở trong đám mây rất là đẹp. Đấy, tranh thủ tôi đi lắp máy giặt, máy sấy cho Mây Home. Thì tôi livestream chia sẻ lại để ghi nhớ lại những cái gì mà tôi đã trải nghiệm qua. Tôi rất cầu chúc cho các anh chị em, mỗi một người của chúng ta đều bố trí ngoài cái việc làm hàng ngày rất là khó khăn và vất vả, thì chúng ta cũng có những thời gian thư giãn để cân bằng cuộc sống. Từ ngày tôi làm máy giặt đến giờ thì mỗi một chuyến đi như này, mỗi một chuyến đi lắp máy ở một nơi nào đó thì tôi đều có cảm nhận, tôi đều thúc đẩy trong não của tôi rằng là gì? Đây là một chuyến đi chơi, hành trình là một hành trình khám phá. Đấy, đến một nơi nào đó, đó là một chuyến được đi du lịch và có người trả cho ta những cái khoản chi phí để chúng ta đi. Điều đó rất là tuyệt vời anh em ạ. Rồi, sau đây là tôi sẽ giới thiệu với các bạn về chi tiết nhá. Xin chào các anh em nhá, mình là Khắc Trường đây. Mình đang đi trên chiếc xe ba bánh để đưa hàng từ dưới đây là 11 quận Tôn. Từ dưới kia lên đây, dốc rất tức. Quan trọng là mình phải vào số, đẩy này lên đằng trước này, đẩy lên đằng trước để vào cắm số phụ này. Cắm số phụ thì nó sẽ bò chậm như rùa bò ấy, lên tất. Anh Tuyên ơi, đây, con Lamborghini của em đây. Đấy. Đây, bình xăng đây, số đây. Đây, số, Tuấn là phải ấn này lên đằng trước và cài số phụ. Thì lên chậm như rùa bò thôi thì, đấy em lên ầm ầm đây. Em lên mà em chở tôn lên để quay đây. Có ôm cho anh hai và bó thôi, và các bạn đi ôm cho phát. Sấy luôn, cứ cho nhiều nhiều vào khoảng độ, anh thấy ngoài này có đống củi mà. Có rất nhiều bạn thì cũng chưa bao giờ được lên những vùng núi cao như thế này bao giờ cả, hoặc rất hiếm khi có thể săn được những cái cảnh mây đẹp như thế này. Lúc trưa nay thì tôi lên tận đỉnh gió trên kia thì mới nhìn được như thế này. À, từ hôm lên đây mấy lần rồi nhưng mà hôm nay thì tôi cũng mới gặp được một cái không gian đẹp như thế này. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Đây, Mây Hôm.
mây hôm và mây thì ở đây đúng là mây thật, mây cũng có nghĩa là tháng năm. Anh em đang đứng ở trên gác cao. Honda đấy. À đâu, Diêu Long chứ. Có rất nhiều bạn thì cũng chưa bao giờ được lên những vùng núi cao như thế này bao giờ cả. Hoặc rất hiếm khi có thể săn được những cái cảnh mây đẹp như thế này. À, lúc trưa nay thì tôi lên trên tận đỉnh gió trên kia thì mới nhìn được như thế này. À, từ hôm lên đây mấy lần rồi nhưng mà hôm nay thì tôi cũng mới gặp được một cái không gian đẹp như thế này. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Đây, mây hôm. Mây hôm. Và mây thì ở đây đúng là mây thật, mây cũng có nghĩa là tháng năm. Anh em đang đứng ở trên gác cao. Honda đấy. À đâu, Diêu Long chứ.